Nam em tiếc nuối quá khứ, khẳng định không là người thứ ba xen vào tình yêu Trường Giang, Nhã Phương. Nam em được biết đến khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại Hoa Khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015. Cô từng trải qua nhiều va vấp trong cuộc đời với những biến cố về công việc kinh doanh và chuyện tình cảm. Mới đây, nam em có những chia sẻ cởi mở về chuyện tình cảm trong quá khứ. Cô cho rằng, giá như lúc đó tỉnh táo hơn một chút thì có thể dành thời gian hưởng thụ cuộc sống thay vì đâm đầu vào yêu đương. Chia sẻ trong talk show lần đầu kể hết, nam em cảm thấy chạnh lòng về những mối tình đã trải qua và cảm thấy lãng phí thời gian cho những cuộc tình không đáng. Khi chúng ta còn trẻ, mọi người cứ nghĩ đâm đầu vào yêu người này đến người kia mới gọi là thanh xuân. Nhưng không phải, thanh xuân là ăn mặc đẹp, sống cuộc sống mình muốn và đi đến nơi mình mong ước. Cô chia sẻ, trong quá khứ, nam em từng vướng tin đồn xen vào chuyện tình cảm của người khác. Người đẹp lên tiếng khẳng định, tôi tin bản thân tôi không phải người thứ ba, tôi tin mình là được. Một chữ cái ghép với một ký tự sẽ thành nghĩa khác. Huống gì nhiều người sẽ có quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, tôi không thể bắt họ hiểu mình. Thời điểm đó, không chỉ chuyện tình cảm đổ vỡ, việc kinh doanh cũng gặp khó khăn, khiến cô nàng rơi vào trầm cảm. Gần đây, nam em từng làm tốn giấy mực của giới truyền thông khi chia sẻ bản thân muốn trở thành nửa kia của Bạch Công Khanh. Cả hai từng xém đóng chung với nhau trong bộ phim truyền hình Duyên Kiếp. Nhưng có lẽ vì sức khỏe không đảm bảo nên nam em bị thay thế bởi một cái tên khác. Trước đó, nam em và Bạch Công Khanh từng hợp tác chung trong các dự án âm nhạc và bộ phim Nhà Không Bán. Với những hành động đầy tình tứ trong các buổi biểu diễn khiến nhiều khán giả tích cực đẩy thuyền cho cặp đôi. Mới đây, người đẹp còn tuyên bố muốn lấy Bạch Công Khanh làm chồng. Cô nói, sau này tôi có chồng, tôi muốn người đó là Bạch Công Khanh. Khanh cũng biết điều này, bạn ấy cười rồi hỏi, em xỉn hả, tưởng tôi nói đùa, nhưng đó là lời nói thật lòng. Khanh nhiều lúc phải điều tiết lại để xoa dịu nam em, không để tôi lún sâu chuyện tình cảm quá. Mọi người nên hiểu là hai trái tim hướng về nhau mà một bên quá nặng tình thì sẽ đẩy bên kia đi và ngược lại, giống như cán cân, phải cân bằng mới đến với nhau được. Nhận xét về đối phương, người đẹp cho hay, đầu tiên chắc là ở ngoại hình, phải đẹp thì tôi mới thích được, còn không đẹp tôi cứ thấy khó chịu thế nào ấy, anh Khanh đẹp mà. Sau đó là đến sự tử tế, Khanh và tôi khác nhau hoàn toàn về môi trường sống. Khanh được sinh ra trong một gia đình rất tri thức và gia giáo, còn nam em thì không có ai dạy dỗ cả. Nhiều khi hai đứa cãi nhau, tôi mới bảo rằng chúng ta khác nhau hoàn toàn. Tôi bảo, anh được nuôi dưỡng trong môi trường cực kỳ gia giáo, còn em không được nuôi dưỡng, em giống như con mèo hoang, vậy làm sao chúng ta cư xử như nhau được? Quan trọng là cả hai hiểu được vấn đề để hiểu, thông cảm, rút kinh nghiệm để lần sau không như vậy nữa. Còn có nhiều người khác, họ không như Khanh, họ nói chuyện làm cho mình chạm tự ái, mà tự ái thì quê là quậy cho banh lên thôi. Trong khi đó, Bạch Công Khanh cũng nhiều lần được truyền thông hỏi về mối quan hệ với nam em. Nam nghệ sĩ khẳng định, anh và Hoa Khôi Đồng bằng Sông Cửu Long chỉ là đồng nghiệp bình thường. Nói về nam em, Bạch Công Khanh nhận xét, nam em là một cô gái sống cảm xúc, có tài năng, hết mình với công việc và đó là điều mà nam em luôn được mọi người yêu mến. Khanh rất vui khi mình có thêm những người đồng nghiệp tuyệt vời. Có thể thấy sau bao nhiêu khó khăn trong chuyện tình cảm và chuyện kinh doanh, giờ đây cô nàng có cuộc sống hạnh phúc, được thỏa niềm đam mê ca hát của bản thân. Người đẹp trở nên bận rộn hơn khi nhận được nhiều lời mời từ các đạo diễn làm phim và các show âm nhạc. Sở hữu giọng hát ngọt ngào cùng tính cách thành thật, mộc mạc khiến cô nhận được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ. Hiện tại, nam em vẫn đang độc thân, tận hưởng những thành quả bản thân tạo nên và tập trung cho sự nghiệp.